Xin chào các bạn. Đầu tiên khi mà bắt đầu một ngày mới thì lúc nào cũng sẽ là quá trình make up sương sương để ra ngoài đường nó không bị xấu xí quá, mặc dù lúc dậy rất là xấu và tàn tạ như này. Có rất là nhiều bạn hỏi tóc mình có phải là tóc uốn ở hàng không, hay là uốn thuốc không ấy. Thì không, tóc mình sáng nào nó cũng như này này. Xong mình phải dùng một cái máy là để mình uốn vội vào. Thực ra nhưng mà đi học vội thì cũng chẳng uốn gì đâu, mà cứ thế mà đi đâu buộc tóc vào hay là gì đấy. Ok, thì đầu tiên mình sẽ lau mặt bằng nước hoa hồng. Hiện tại thì mình đang sử dụng cái nước hoa hồng của cái hãng Momonto này. Nó cũng khá là ok, không ăn nỗi nào. Nhưng mà nó không thích bằng cái Beauty Water mà hồi xưa mình nói với các bạn ấy. Nhưng mà cái này rẻ hơn, thế nên là chất thì nào của đấy. Bây giờ thì mình sẽ... Thôi, cái máy này chắc phải cuốn cái lôi lên này thì nó đỡ bị bẹp vào mặt đi. Mình cứ ngại rất là cắt máy, tại vì nếu mà không cẩn thận nó thì bẹp vào mặt rồi bị bẹp các thứ sẽ là kinh. Bây giờ mình sẽ dùng cái kem chống nắng này của Claire's. Thì trước đây mình không dùng kem chống nắng vì rất là lười, nhưng mà mình được gửi cái này thì mình dùng thử. Thì cái kem chống nắng này là khá là thích vì nó không bị trắng bệch da ấy, với cả nó mỏng, quan trọng là nó mỏng. Tại vì mình nhiều khi mình ngại bôi cái thứ tại vì nó bị dày dày bứ bứ trên mặt rất là khó chịu. Thế thì mình cũng sẽ make up sương sương qua qua và sẽ hẹn gặp mọi người sớm thôi nhé. Ở ngoài chắc make up xong thì mình sẽ đi học, sau đó thì học xong mình sẽ đi mua cà phê để uống. Thấy rất là buồn. Hôm qua xem cái clip mà có cái thằng biến thái ở Hàn Quốc ấy, nó theo một cái chị về nhà để... kiểu nhà nó đi theo chị từ bên ngoài, từ một đoạn xa xong rồi về đến nhà, xong rồi suýt nữa vào được nhà. Ủa, xem cái clip về xong sợ xong rồi ngồi buôn với hội Việt Nam bên này, xong rồi sợ không ngủ được cơ mà. Tại vì mình thì sợ mấy cái đấy hơn sợ ma rất là nhiều, sợ mấy cái người kiểu biến thái các thứ ấy. Trời ơi, rất là ghê ý. Ghê lắm ý. Mọi người có biết cái vụ đấy không? Nổi dần dần ở trên mạng xã hội Hàn cả hôm qua, xong tới đêm mình mới xem được cái đấy. Ôi, yeah, không ngủ được, yeah. Hôm nay buồn ngủ kinh khủng. Trời ơi, mọi người thấy chưa? Ghê đúng không? Ghê dã man ý. Hôm qua mình xem clip này xong mình vẫn ngủ, mà cả bọn bạn mình cũng thế. Thế là ngồi buôn với nhau nó tận 3:30 sáng. Trời ơi. Mình sẽ để mấy cái link của mấy cái video dạy tự vệ ở phần mô tả nhá, để các bạn gái xem và biết cách tự vệ để sau này gặp tình huống nguy hiểm thì còn đối phó được. Hello mọi người. Make up xong xuôi rồi thì phát hiện ra lớp được nghỉ học, thế nên là bây giờ không phải đi học nữa. Mình sẽ đứng đây nói một chút, chia sẻ một chút về những cái suy nghĩ của mình gần đây. Mình cũng sẽ phải học cái tờ từ vựng này có gần 50 từ tiếng Hàn. Mình học hết rồi. Ngày mai kiểm tra.
Nếu mà ngày mai kiểm tra thì chắc chắn là ngày trước, hôm trước đấy là mình đã học hết rồi. Tại vì mình không kiểu đến lúc thi thì mình mới học ấy. Nhưng mình phải học trước đấy thì đến lúc thi mới làm bài được. Còn nếu mà sát ngày thi mình mới học thì mình sẽ không làm bài tốt đâu. Thế là những cái mà mình học được sau rất là nhiều lần thi, có lần thành công, có lần thất bại, thế nên là mình học được cái đấy. Và mình lúc nào mình cũng phải học trước ngày thi tầm 3-4 ngày là ít nhất. Đấy thì chung là ngày mai kiểm tra từ mới thì mình cũng học ôn lại những cái mình đã học thôi, chứ nó không có gì nhiều. Mình chỉ muốn kể cho mọi người là gần đây thì còn có tầm hơn nửa tháng về Việt Nam. Đấy thì chung là cũng sắp về Việt Nam rồi, bắt đầu quải rồi, đến cuối kỳ thì cũng không có gì nhiều để học. Xong rồi bắt đầu là cập dật thi thử các thi cử các thứ thì cũng không có gì nữa. Thế là mình bị một cái cảm giác tầm 2 tuần gần đây mình có một cái cảm giác là khá là oải, nghĩa là rất là hóng về Việt Nam rồi, nhớ Việt Nam lắm rồi, nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ quê hương các thứ lắm rồi, thực sự luôn là chỉ muốn về thôi và cũng muốn chơi rồi ấy. Mình ở bên này cũng lâu rồi mà kỳ nghỉ đâu mình còn ở lại để học. Nhưng mà bây giờ cũng rất là muốn về Việt Nam, xong rồi bắt đầu oải, xong rồi đi học ở trên lớp ấy thì thấy là những cái kiến thức mình nhận được nó không còn thú vị như trước nữa, và mình cảm thấy nó cứ nhàm nhàm đều đều ngày nào cũng như vậy, và nó cảm thấy nó không quá là có ích cho mình. Hiện tại mình học cái giáo trình thì khá là chán, thế nên là mình thấy khá là oải, không có quá là nhiều động lực và cũng không thấy kiểu như được hối thúc để học ấy. Mà nó khá là dễ, nó dễ theo kiểu là các cô mớm cho hết rồi thì tôi chỉ cần làm viết ra, làm nói các thứ, thì chung là nó không có gì khó cả. Thế mình cảm thấy là không được sử dụng não nhiều, thế nên là mình không thích cho lắm. Nhưng mà mình gần đây mình nhận ra một cái là cái kiểu đấy không nên, cái kiểu học hành như thế không nên. Tại vì thực ra suy cho cùng ấy thì việc học nó bao gồm nhiều cái. Mình nghĩ là cái việc học mình mà muốn nói đến nó không chỉ là học bài vở, học trên lớp, trên trường, mà nó còn học tất cả mọi thứ, học ăn, học nói, học gói, học mở, học giao tiếp, học đối nhân xử thế, học cách sống làm người. Nói chung là tất cả mọi thứ trong cuộc sống này thì đều phải học hết. Mình cảm thấy như là cái việc học tập trên lớp ấy nó cũng dạy cho mình nhiều cái, nó khiến cho mình có thể phát triển bản thân một cách toàn diện nhiều hơn là mình nghĩ. Nếu mình kể ra thì ví dụ nhá, ví dụ như mình được giao một cái tờ như này để về học để kiểm tra, thế thôi, đơn giản chỉ thế thôi, chỉ học thuộc lòng xong rồi kiểm tra. Nhưng mà khi mình nhận được cái tờ này thì mình có thể học được cái cách là quản lý thời gian, sắp xếp thời gian thế nào để cái mình học cái này để đến ngày thi mình kiểm tra mình được điểm tốt. Do đó mình học được cái kỹ năng sắp xếp thời gian để học, để cân bằng được học với chơi, để vừa học vừa làm được những cái việc mình thích hoặc những cái việc khác trong cuộc sống của mình, ăn uống ngủ nghỉ đấy. Xong mình có thể học được cái kỹ năng là kỹ năng ghi nhớ, kỹ năng đứng trước áp lực, học được cái kỹ năng làm những cái gì mà mình không muốn làm. Tại vì không phải lúc nào cuộc sống cũng cho mình những cái công việc mà mình rất là thích, những cái công việc mà quá là thú vị. Nhưng mà đấy là những việc mình phải làm thì mình vẫn làm, và mình học được cái cách có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình. Vì cái tinh thần có trách nhiệm nó rất là quan trọng cho cuộc sống sau này, mình nghĩ thế. Và một con người có trách nhiệm thì sẽ đi được lâu dài và sẽ thành công. Hay là mình cũng nghĩ là chỉ đơn giản cái việc hàng sáng mình phải đi học, mình đến lớp ấy, phải dậy sớm để đến lớp, nó cũng tạo cho mình cái tính kỷ luật. Sau đó mình đến lớp, mình ngồi xuống, mình nghe cô giảng thì mình có thể học được cái cách chắt lọc thông tin, tập trung như thế nào. Rồi mình nói chuyện với bạn bè, nói chuyện với thầy cô, rồi mình chào này, chào nọ các bạn này, rồi các thứ. Xong rồi dạy cho mình cái kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp. Chung là nó rất là nhiều yếu tố, nó rất là nhiều khía cạnh mà nhiều khi mình quên mất, mình không để ý, tại vì nó quá là bình thường rồi, nó quá là cái lẽ đương nhiên rồi mà mình nhiều khi mình quên mất, mình không trân trọng nó ấy. Thì dạo này gần đây thì mình đã suy nghĩ rất là nhiều, mình nhận ra cái điều đấy, thế là mình tìm lại được động lực để mình học cho nó tốt. Làm bài tập cũng thế thôi, kiểm tra cũng thế thôi, tất cả những cái mình làm trong cuộc sống nó đều sẽ tạo nên tên tuổi của mình, tạo nên cái con người của mình đối với những người khác và đối với chính bản thân mình nữa. Thế nên là cái gì mình cũng muốn làm cho nó ra hồn, mặc dù không phải là cái gì mình làm cũng ra hồn, nhưng mà đấy là mình muốn, thế là mình tiến tới cái điều đấy. Thế nên là mình mong sẽ được và phải chăm chỉ thôi, mình nghĩ thế.
Từ xưa đến nay mình lúc nào cũng theo cái cách trâu bò, nghĩa là muốn cái gì thành công thì cũng phải chăm, cũng phải bỏ công sức cho nó. Còn những cái mà kiểu như yếu tố may mắn hay là trí thông minh các thứ ấy, thì mình không nghĩ về cái đấy nhiều, tại vì mình thấy cái đấy cũng đỏ đen hên xui lắm. Mình cũng không cảm thấy mình quá thông minh vượt trội so với người khác. Thế nên là mình chỉ dựa vào sức lực thôi. Sức lực trâu bò. Trời ơi, nói dài quá. Người ạ, không liên quan mà mình mới đọc được cái bài này trên kênh 14 của chị Mai Phương Thúy, phỏng vấn chị Mai Phương Thúy. Không, mình gọi là cô ấy chứ. Thôi gọi là chị đi. Hối hận là điều đáng hối hận nhất. Trời ơi, mà xem phỏng vấn ấy, với đọc cái bài này, thấy Mai Phương Thúy thực sự là thông minh, dã man, xinh đẹp, thông minh, mà tính khoai hay, hài hài, vui vui ấy. Mọi người đọc cái bài này xem. Từ từ xem ngay nha. Xinh nhỉ? Thứ ba là một mẫu người sporty thể đúng rồi, thao, đúng rồi. thường người ta đến với đại gia là vì đại có gia có rất là nhiều tiền đúng không? Phụ nữ thích vật chất có gì là sai? Với lại là thường bây giờ người giàu trong xã hội thường là người tốt. Anh thử nghĩ xem, một người gây dựng một cái sự nghiệp lớn, tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm, đấy không phải là điều tuyệt vời nhất một người có thể làm cho cuộc đời. Thích cái style em này phải ghê từng cơ. gom hết tất cả những chuyện đó Trời ơi, mình luôn thích cho cái nên cái style việc này đại gia của quá. em nó giảm. Thích chị Mai Phương Thúy quá. Đọc cái bài này đi, hay lắm. Kiểu thấy ra phục chị ấy luôn ý. Không một danh là hoa hậu mười mấy năm rồi nhỉ, bao nhiêu năm rồi mà vẫn hot, hòn hòt. Xinh nhỉ. Và bây giờ mình sẽ đi mua cà phê rồi sẽ ra thư viện học. Mình đã buộc tóc lên tại vì lúc học mà mình để tóc xõa xuống nên thấy vướng víu lắm. Ok, sẽ đi mua cà phê nha. Buồn quá. Tất cả là tại anh chàng biến thái đó. Ôi ơi, cơm trường mọi người thấy ngon không? Món này là có giá 4.000 won là 80.000 Việt Nam đồng nha. Tầm đó. Mọi thấy ngon không? Đây là cơm rang có trứng. Hơi dầu mỡ một chút nhỉ? Đây là cái gì ta? Kiểu thịt rán ấy, thịt chiên ấy. Tẩm bột. Đấy. Đây là cà phê mọi người ạ. Americano. Đây là thức uống mình rất là yêu thích. Thực sự yêu thích luôn. Nó khiến cho mình tỉnh dậy, sống lại, từ một zombie trở thành một người bình thường. Thì cái cốc này có giá là 1.700 won, là tầm gần 40.000 Việt Nam đồng. Và đây là cái cà phê rẻ nhất mọi thời đại ở Hàn. Nghĩa là rẻ kinh khủng, tại vì nó bán trong trường ấy. Rẻ hơn ở bên ngoài rất nhiều. Bên ngoài không có giá này đâu. Ok, uống thôi. Thực sự mình không biết cái video này nó sẽ đi đâu về đâu mọi người ạ. Tại vì ngày hôm nay của mình không có hoạt động gì ngoài ăn ngủ nghỉ và học. Kiểu như nó cũng chỉ ở trong phòng rồi thư viện rồi mấy chỗ loanh quanh không có gì hot cả. Thế nên là chắc là một cái vlog sương sương. Vlog này chill phết. Nó chả có gì đặc sắc à. Trời ạ. Khi nào mình sẽ cố gắng quay một cái vlog đấy đặc sắc hơn. Nhưng mà đang trong gọi là mùa thi nên là cũng chỉ có như thế này thôi. Chắc là mọi người cũng thế đúng không? Tiếng Hàn. Và đây thì hôm trước mình có mua một cái sticker xong mình dán lên đây này để mình biết mặt chữ tiếng Hàn ở trên bàn phím ý. Sau đó thì mình cài đặt cái tiếng Hàn ở trong cái MacBook của mình. Đấy, thử ấn nhá. Việt Nam nha, Việt Nam nha. Đấy, mình cứ dò cái này thôi, mình ấn cũng chưa nhanh đâu, bây giờ đang tập thôi. Đấy, Việt Nam. Việt Nam pin sẽ có nghĩa ở đây. Xong rồi nó còn có cả
ở đây là các ví dụ nữa, các câu ví dụ nữa rất là hay. Mọi người dùng cái này nhá, cái này đông người dùng nhất mình thấy thế, nó cũng rất là tốt nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài để mà ngồi với bạn ở đây để học cho thoáng đãng được và cho nó thoải mái đầu óc. Và mình chắc là sẽ lên thư viện nữa, nói chung là đi loanh quanh mấy chỗ để ngồi học thôi, tại vì nhiều bài tập quá. Nên là bây giờ chắc là mình cũng sẽ phải kết thúc video tại đây, tại vì hôm nay chỉ sương sương chiêu chiêu đấy thôi. Mình cũng phải đi học bài đây và nó cũng không có gì nhiều. Ngày hôm nay thì thực sự là một ngày không có gì nhiều, khá là chán. Và video chắc là cũng khá dài rồi, thế nên là chắc là hẹn gặp lại mọi người trong một video sau nhé. Nếu mọi người thích video này thì hãy like và subscribe. Cũng hãy theo dõi mình trên Instagram là Maychan và Facebook các thứ mình sẽ để hết bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video của mình. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong một video sau. Bye bye. Stars, we smiled as my eyes slowly turned towards you. I knew there was no one else in need, and my love's never felt this way. I wasn't too sure if you mind. I was nervous, but I had to say, can I call you my own? And can I call you my love?